Em Đồ Gỗ Trường Minh xin kính chào các bác. Hôm nay em xin lên một clip để giới thiệu các bác một tác phẩm Gia Đình Gà Ương. Tác phẩm này được chế tác hoàn toàn đến phố trên một cục hương ta các bác nhé. Một cục gỗ hương ta rất là to. Cục phôi này đâu đó lặng em nhớ nhầm rơi vào tầm khoảng gần tạ tư gỗ, nó không phải là nhẹ nhé. Nó to như thế này này, rất là to luôn. Và tác phẩm này là gần như liền là 99%. Tất cả những cái phần thực được trên thị trường này, gà là đuôi thì người ta sẽ làm chắc. Nhưng mà riêng cái tác phẩm này của em là đuôi là liền này, cái màu này cũng là liền 100%, màu này cũng không phải là chắc nhé, thường thường là màu chắc là đuôi chắc, và cái sâu tiền này của em cũng là liền, gần như liền hết, hoa phù dung này cũng là liền, và nó chỉ chắc có một tí cái đoạn cục gỗ này thôi, có cái đoạn cục gỗ cho tay em cầm này, là cái chỗ này nếu mà nó hơi bị khuyết gỗ một tí, vì là hàng gốc mà, thì em có chắc một cục gỗ to đây và đục lên hay không là con đấy, hay là con này, còn toàn bộ còn lại là ba chú gà còn lại là liền hết đây. Chú gà con này trên lưng gà mẹ cũng là điền, hai con gà con này cũng là điền, đục rất là kênh bong luôn đây, kênh bong và kỹ càng luôn đấy, chặt tỉa lông rất là tuyệt vời luôn, và trên nhỏ sống này bám cái gỗ hương này, nó là dòng hương rất là sáng gỗ và sáng vân, chứ nó không phải là dòng hương huyết hương thơm, thì các bác nhìn nó rất là sáng luôn, các bác thực tế nhìn thực tế cũng thấy là cái gỗ này rất là sáng, những cái dòng gỗ hương mà nó càng sáng màu càng sáng vân thì các bác chơi cái độ bền màu theo thời gian nó càng tốt, nó sẽ không bị phai màu nhiều theo thời gian mà không bị xuống màu theo thời gian. Còn nếu mà hương mà nó đỏ quá, thâm quá thì chúng ta phải chơi nó sẽ xuống màu rất là xấu. Còn những cái dòng hương mà sáng vân vân như này, sáng gỗ này thì rất là tuyệt vời, chúng ta chơi cực kỳ bền màu và bền vân luôn. Đấy, đây là mặt trước. Còn đây là mặt sau. Thì em sẽ quay thì nó sẽ tí em sẽ đi vào tổng thể từng chi tiết của các bác để các bác ngắm. Rất là tuyệt vời luôn. Không hề có gọi là nó vết ở đâu cả, gỗ rất là tuyệt và đặc luôn. Nói chung là bây giờ cái tình trạng gỗ cạn kiệt này thì để kiếm được những tác phẩm gà mà liền nặng như này thì gần như là cũng rất là khó, và rất là to như này rất là khó để có thể nhìn xuất hiện này. Đấy, chuẩn hương ta hàng bán giáp. Và em cũng xin được đo kích thước và báo giá luôn tác phẩm cho các bác. Các bạn nào yêu thương được, thích những tác phẩm to Gia Đình Gà thì cũng được chơi. Cao 85, các bạn yêu ý nhé, cao 85, rộng 60. Và chiều sâu của tác phẩm này nó đâu đó rơi vào tầm khoảng 50, hơn 50 đấy, nhưng em lấy 50 thôi, cũng là dày. Cao 85, rộng 60 và sâu 50. Đấy, một tác phẩm rất tuyệt vời, đục rất là tinh bong luôn. Cái đồng tiền này nó cũng là liền. Giá của tác phẩm này bên em đang bán với giá là 8.500.000, 8.500.000. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cho các bác ngắm. Chi tiết thực tế thì các bác nhìn nó sẽ cái độ đẹp của tác phẩm này như nào. Còn quay trên điện thoại đôi khi là độ ánh sáng không đủ thì chúng ta nhìn nó cũng không được kỹ càng lắm. Đây, đầu tiên em sẽ chỉ cho các bác cái chỗ chắp trước. Đây, nó là cái cục gỗ này. Cái cục gỗ này cũng là gỗ của tác phẩm này, bên em cắt ra em chắp vào. Đây, cái đường chắp nó sẽ như này này. Tay em chỉ này, đây là cái đường chắp này. Có cái cả cục gỗ to, chắp vào đây. Sau đó đục lên hai con gà con. Còn toàn bộ lại liền của tác phẩm là liền hết, không chắp tí nào. Gà mái này, rất là đẹp luôn các bác thể nhìn đây. Bên trong này là ruột gỗ này, là cái màu hương đỏ này, rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Đây. Và mặt gà đây, gà này gọi là gà hoa mơ mà. Bên ngoài nó có cái rác đấy nhá. Và các bác lưu ý cái rác này là rác sống và không xỉ mủ được bởi vì đã rất là khô rồi. Bên em xử lý rất là kỹ và cũng để lâu lắm rồi nên mới dám làm những cái hàng tác phẩm rác này, không dám làm ngay đâu các bạn. Đấy. Đấy, gỗ hương ta 100%. Đây là gà mái, cái này gà niền hết nhá. Hai chú gà con này cũng là liền này, Gia Đình Gà 5 gà con. Đây là cựa kiếc gà liền theo gỗ hết này. Còn đây là cây hoa phù dung. Hoa phù dung, đấy, hoa phù dung cũng bám một tí rác đoạn này này, rất là đẹp luôn. Đấy, đục kênh bóng hết nhá. Đây, cái kênh bóng moi móc cái ra này. Bên này nó cũng bám một tí rác đây này. Đấy. Những cái tác phẩm của hương bám rác rất là thích luôn và đẹp luôn. Đây là cái đồng tiền cũng là liền này. Đồng tiền này là ra hết này. Nó lên một cái màu hơi ngả sang màu cam rất là đẹp, nó không phải màu trắng nhá. Và rác nó khô rồi nó sẽ ngả sang màu cam. Còn đây là gà trống này. Đấy. Màu này cũng là liền, không phải chắp. Đây, mình gà này nó đỏ au luôn. Và nó có một bám tí rác một đuôi này. Rất đẹp. Đấy, rất kỹ càng luôn. Chân tay đây. Đấy, rất là tuyệt vời. Một tác phẩm rất là to luôn. Nhà bác nào cũng kích thước rộng và chúng ta có điều kiện kinh tế thì có thể chơi những tác phẩm như này. Và hàng nó rất có chiều sâu, nó rất có chiều sâu, chứ nó không phải hàng mỏng tầm khoảng 20-25 mà độ dày của gỗ lên đến 50.
cái độ dày nó rất là dày nên là chúng ta chơi nó rất có chiều sâu và lặng gỗ luôn. Các bác thể nhìn đây này, em đưa cả máy đấy, rất là có chiều dày luôn đây này. Gỗ bên em còn cắt đi rất là nhiều đấy, các bác nhìn thấy cả một cái khoảng không này. Đấy, rất là nhiều gỗ đây các bác nhìn nhé, toàn bộ là tự nhiên hết nhé, đoạn này có một tí ra rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Nói chung là chúng ta chơi mặt nào cũng đẹp, gà đục hai mặt mà, mặt nào cũng rất là đẹp luôn, rất là kỹ càng, từ bên trong bên ngoài đều rất là kỹ và gỗ rất là dày. Đây là chặt đĩa, những cái dưới là những cái đế đồng tiền khỏi vàng. Đây các bác thể nhìn thấy vân hương đây, chuẩn hương ta nhé. Đây nó sau đây, đây nó là cả một cái củ gốc hương rất là to luôn, sau đó nựa đục lên cắt xẻ các kiểu để lúc mà tác phẩm gà như này. Các bác chơi thì các bác quay cái mặt này ra, đây có cây hoa phù dung này, chúng ta quay cái mặt này ra đấy, em chỉ cặp chắp mỗi tí thôi đây. Gỗ nó rất có chiều dày và luôn, nó không phải hàng mỏng, rất có chiều dày luôn, rất tuyệt vời luôn đấy. Cao 85, rộng 60 và sâu 50, giá bên em đang bán là 8.500.000, hàng gần như liền 100%, chắp một tí thôi không đáng kể đâu, không phải là chắp đuôi, chắp đầu, chắp cổ gì cả, mà chắp một tí đế bên dưới này thôi, chắp một cái cục đế bên dưới này nhỏ nhỏ này thôi, để tác phẩm nó thêm phần tròn trịa chứ nó không bị kiểu hốc hác nhìn nó xấu, thì có chắp một tí đấy thôi, còn toàn bộ là liền hết, rất đẹp. Các bác nhìn thực tế mới thấy là tác phẩm gà nó rất là hoành tráng và đẹp, nó không phải những tác phẩm gà mỏng mảnh mà bé, giá nó mềm bởi vì sao, là cái gỗ nó ít, gỗ nó mỏng, nó lợi gỗ thì cái giá thành nó sẽ rất là lợi. Nhưng mà đối với những cái tác phẩm mà chiều dày gỗ lên đến 50 thì là cái tiền gỗ phôi ban đầu nó rất là nhiều, và khi vào những cái công đoạn làm ấy, thì người thợ người ta cũng phải mất rất là nhiều công sức để người ta cắt gọt, cắt phá rất nhiều loại gỗ, đục vỡ rất là nhiều gỗ đi thì nó mới ra được thành một tác phẩm, vì cái phần bệ đế rất là to, thì là nhiều công hơn, gỗ nhiều hơn thì đồng nghĩa việc là nhiều công hơn, thì tất cả mọi thứ sẽ đội với giá thành lên đấy. Với lại cái giá 8.500.000 bên em bán thì thật sự luôn là nó nghe các bác nghe con số nó to, nhưng so với cái giá trị của tác phẩm thì thực sự nó không hề to thế nào đâu, nó cũng bình thường thôi đấy. Đây các bác thể nhìn cái này, cái mỏ nó có một tí trắng rất là đẹp, nó như mua gà thật luôn đấy, mỏ trắng rất tuyệt vời, đuôi nó có một tí sắc trắng rất là đẹp đấy. Con gà mái cũng thế, con gà mái thì cái mặt nó mặt trắng này, còn bên này là màu đỏ này, rất tuyệt vời. Chú gà con thế, đây chú gà con này có chú đỏ này, chú trắng này, gà bố nào thì gà con như thế đấy. Gà con mà nó có cái màu trắng ngà ngà màu cam mà rất là đẹp đấy, nửa trắng nửa đỏ này đấy. Chứ đỏ hẳn thì nó nhìn nó không toát lên một cái độ, nếu mà một tác phẩm mà chúng ta chơi từ trên xuống dưới, từ đầu xuống dưới chân nó đều là một cái màu đỏ toát thì nó sẽ không có nổi lên được cái độ, gọi là độ khung hình cũng như là cái độ 3D tác phẩm, nó sẽ không nổi. Mà trên cùng một tác phẩm mà chúng ta, bối cảnh của chúng ta nó có nhiều cái màu sắc khác nhau thì nó sẽ tạo lên những cái điểm nhấn, và những cái điểm không nhấn thì nó sẽ tạo ra nhiều cái điểm mà chúng ta ngắm nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều, và nó sẽ đẹp mắt hơn rất là nhiều so với những cái tác phẩm mà nó chỉ có một màu. Một màu thì nó sẽ mang tính chất gì đó nó kiểu đơn điệu, và nếu chúng ta có nhiều màu sắc hài hòa trên một tác phẩm thì nhìn nó sẽ rất là sinh động và bắt mắt luôn. Đấy vì sao mà những cái tác phẩm gỗ hương mà bám một tí rác thì cái người Trung Quốc người ta rất là thích, bởi vì là cái rác gỗ hương nó rất là bền và không bao giờ hỏng theo thời gian cả, nó không phải là những cái hàng mối mọt. Mối mọt thì bên em sẽ cắt đi làm, không bao giờ giữ lại. Còn những cái hàng cái rác nào mà nó chất gỗ nó tốt, nó bền thì bên em sử dụng giữ lại và tạo tác cho các bác. Đấy. Các bác có thể để ý, nếu bác nào chiêm ngưỡng nghệ thuật nhiều thì có thể thấy những cái tác phẩm Trung Quốc người ta làm ấy, thường thường người ta rất hay để lại cái rác gỗ, nhìn nó rất là bắt mắt và đẹp luôn. Đấy. Hôm nay em muốn quay clip này giới thiệu các bác một tác phẩm gia đình gà thế thôi. Bác nào yêu thương thì gọi điện cho Đồ Gỗ nha, Minh Nghệ Trường Minh Hải Phòng nha. Em ở Hải Phòng em giao hàng toàn quốc, các bác chỉ việc nhận hàng kiểm tra hàng nha. Và các bác lưu ý là xem clip nhớ dành cho bên em ship like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào nút đăng ký và ấn vào biểu tượng cái chuông, rung chuông nhá, ấn vào đăng ký và ấn rung chuông. Bên em sẽ like trực tiếp vào bán hàng rất là giá êm cho các bác vào thứ tư, tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần nha. Tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần nha các bác nha. Bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.